Chào các bạn, hôm nay thì Yêu Nghệ sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó chính là chiếc softbox của nhãn hàng Godox. Chiếc softbox này thì khá là nhỏ gọn, mình có thể cầm nó trên tay luôn. Và chiếc softbox này thì nó sẽ theo các bạn đi dã ngoại này, chụp ảnh dã ngoại này, chụp ảnh trong các cái phim trường. Và chúng ta chỉ cần mua thêm một chiếc chân đèn nữa thôi là chúng ta có thể sử dụng rồi. Rất là đơn giản mà cho cái hiệu quả hình ảnh rất là cao. Bây giờ mình sẽ mở cái sản phẩm này ra và hướng dẫn các bạn cách setup. Với cái sản phẩm này thì nó sẽ dùng với những cái đèn speedlight như mình đã chuẩn bị ở đây, một cái đèn speedlight. Trong này thì mình sẽ có một cái phần gá luôn này. Phần gá này thì như thế nào? Phần gá này thì các bạn sẽ đặt lên đây. Và còn cái đèn này thì sao? Cái này đây, nó sẽ cho vào. Cái phần này thì chúng ta có thể set up thoải mái khi chúng ta mở lên này. Bạn thấy không? Thì cái này chúng ta set thoải mái thôi, kích cỡ bao nhiêu cũng được. Chỉ việc đặt flash của chúng ta vào. Ồ, vẫn chưa được chẳng hạn. Mình sẽ xoay nữa lên. Rồi, giờ thì ok rồi này các bạn. Đấy, xoay giữ chặt lại không à, rơi mất flash. Rồi. Được rồi, đúng không? Mình sẽ cứ tạm, thì cái này mình sẽ tạm thời mình để lên trên phần chân nhá. Mặc dù chưa setup xong nhưng mình cứ để lên chân để cho các bạn nhìn cho dễ hiểu, cho nó thích. Cái này là cái góc đèn này, cái này là cái góc đèn. Chúng ta có thể chỉnh cái góc đèn, khi các bạn mở ra thì các bạn chỉnh cái góc đèn. Thấy không? Và chốt lại, khi mà chúng ta chốt được góc đèn thì chúng ta chốt lại. Tiếp đến thì trong này đây, một cái softbox. Softbox này nó sẽ vẫn là hình vuông nhưng mà các bạn nhìn thấy tưởng hình tam giác thôi. Đấy. Bạn thấy không? Ở đây thì mình sẽ set cái gì? Mình sẽ mắc nối cái này lên vào đây. Thì cái vấn đề của chúng ta là chúng ta rất là dễ dàng. Cái phần này các bạn nhìn tay mình ấy, nó rất là mềm, nó là co giãn. Set lên và mình sẽ set cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ lắp đặt chiếc softbox này, rất là đơn giản. Có điểm tì một chút nhé. Vậy là chúng ta đã lắp được rồi, rất là chắc chắn. Và các bạn lắp ngược lại lên chân. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái softbox nữa. À, một lớp softbox đây, mình thấy là nó sẽ cho mình hai cái lớp softbox, một lớp softbox trong, một lớp softbox ngoài. Softbox trong thì nó như nào nhỉ? Softbox trong thì nó sẽ cảm sáng khác ngoài như vậy, làm cho nó mềm. Nếu mà các bạn cảm thấy là cái softbox ở trong ấy nó không cần thiết, đây là một softbox trong, nếu các bạn nghĩ là nó không cần thiết thì các bạn thể bỏ đi, không sao cả, vì cái softbox trong này nó chỉ giúp cảm thêm cái độ sáng thôi. Nếu mà chúng ta không muốn cảm thêm độ sáng thì chúng ta phải bỏ đi, tránh gắt. Thì nhiều lúc mình ở ngoài trời mình bỏ cái này đi, mình không dùng, tại vì là mình cần cái ánh sáng nó mạnh hơn. Còn nếu vậy mình vẫn lắp cho các bạn xem, tùy các bạn. Mình đã làm xong cái phần ở bên trong. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái softbox ở ngoài. Vậy là mình đã hoàn thành và chúng ta sẽ sử dụng thôi, rất là đơn giản với cái softbox này. Ok, và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm nên hàng sản phẩm thì các bạn vui lòng truy cập trang web yêucongnghe.vn hoặc gọi số hotline chúng tôi. Cảm ơn các bạn, hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh Yêu Công Nghệ nhé các bạn.